Thành Long Vlog xin kính chào quý cộng đoàn. Xin mời cộng đoàn ấn quả chuông đăng ký kênh để đón xem những video mới hữu ích nhất từ kênh. Tin mới bất ngờ, một vị linh mục lên tiếng giải thích thế bí của đức cha giáo phận Vĩnh Long. Thực ra chuyện cha Tường, ngài cũng rất đau lòng. Tại sao ngài không thể công khai tha vạ cho cha Tường, không thể dâng thánh lễ an táng cho cha Tường lúc này? Xin cầu nguyện cho cha Phêrô Nguyễn Văn Tường và xin cầu nguyện cho các vị mục tử. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, sự việc cha Tường ngã xuống tưởng chừng đã là hết, nhưng không, kể từ lúc cha Tường ra đi, mạng xã hội Công giáo lại xôn xao bàn tán, lời ra tiếng vào về những sự việc xoay quanh ngài. Vạ tuyệt thông, một bản án giống như không cùm, đeo bám cha Tường suốt 9 năm qua, đến nay vẫn chưa có hồi kết. Một nick bảy may có viết: tội cha quá, đời linh mục đó, nhìn vậy chứ cô đơn khủng khiếp. Lúc chết rồi, tòa giám mục cũng không được một thánh lễ đồng tế nữa. Dù gì thì cha cũng có những chức thánh chứ. Chán cái cảnh đời thiệt. Chán thực sự đám tang của linh mục mà một cha đồng tế. Xin lưu ý quý vị ngoại đạo, đó là một người có thể làm được rất nhiều điều tốt ngoài xã hội, nhưng không có nghĩa rằng người đó không có việc nào sai trong giáo hội. Mong quý vị suy nghĩ thấu đáo và tôn trọng sự khác biệt. Các tín hữu Công giáo hiểu rằng trong trường hợp bất đắc dĩ, các giám mục hoặc giám quản tông tòa bắt buộc phải tuyên bố vạ đó, vì để bảo vệ phần dỗi các linh hồn khác trước nguy cơ lạc giáo, bội giáo hay đứng trước một giáo lý rất mới lạ. Thời gian gần đây, thật rất buồn khi nhiều người ngoại đạo và có cả người Công giáo đã chỉ trích, lên án và đòi hỏi giáo quyền Vĩnh Long về nhiều thứ. Tại sao hai đức cha tha vạ rồi mà lại không công khai trên trang giáo phận? Tại sao cha Tường được gỡ vạ, tức là phục chức linh mục rồi, sao không có thánh lễ an táng như một linh mục bình thường? Sao không có một cha nào đồng tế trong thánh lễ ngày 4 tháng 11 tại nhà thờ Rồng Lớn? Tại sao gia đình không thông báo gì về việc đức cha tha vạ, vân vân? Để trả lời cho tất cả những nghi vấn, câu hỏi trên đó là đức cha Vĩnh Long đang ở thế rất bí. Đức cha Vĩnh Long đang ở thế rất bí. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, Ngài phân tích chi tiết như sau. Qua việc cha Tường, chúng ta phải hiểu rõ sự việc. Sự việc cha Tường sai tiền lý là sự thật và giáo hội cho ngưng nhiệm vụ là đúng. Nếu cứ để cha Tường sai tiền lý thì biết bao ngàn người tin theo và sẽ đưa họ xuống hỏa ngục thì sao đây? Ai sẽ chịu trách nhiệm về bao linh hồn đó trước nhan Chúa? Thành thật mà nói, giáo hội luôn mong cha Tường trở về và biết nhận lỗi và giảng dạy đúng giáo lý của Chúa Giêsu thì tốt quá. Cha Tường giảng thiên rất nhiều về Cựu Ước thời của các tiên tri trước thời Tân Ước của Chúa Giêsu. Nhưng cha Tường không nhận sai sót và không nhận lỗi sai tín điều của Chúa, thì đức cha Vĩnh Long không thể công khai phục chức linh mục cho cha Tường. Vì nếu cha Tường trước khi chết mà công khai nhận mình sai tín lý và quay trở về giáo hội tông truyền, thì đức cha giáo phận Vĩnh Long, đức cha Phêrô Huỳnh Văn Hai chắc chắn sẽ công khai phục chức cho cha Tường. Còn nếu cha không phục chức cho cha Tường thì chúng ta có quyền trách ngài không nhân từ. Còn cha Tường trước khi chết mà không có dấu hiệu hối lỗi mà đức cha Vĩnh Long phục chức cho cha Tường thì gây gò lớn. Tòa Thánh Vatican sẽ hỏi tội đức cha Vĩnh Long vì đã ủng hộ việc lạc giáo, bội giáo. Vì vậy thì ai chịu trách nhiệm cho cha Vĩnh Long đây? Vì cha Tường mà phải mất chức giám mục. Chưa hết, nếu đức cha Vĩnh Long phục chức cho cha Tường thì còn nhiều cha giống như cha Tường sẽ vì đó mà cố tình giảng sai giáo lý của Chúa. Rồi sau đó cũng được tha thì giáo hội của Chúa sẽ đi về đâu đây? Con người luôn được Chúa tha thứ không biết bao nhiêu lần. Vì con người biết hối lỗi, còn ma quỷ nó kiêu ngạo không biết hối lỗi với Chúa nên nó vĩnh viễn không được tha. Thiệt tình tôi hoan hô đức cha Vĩnh Long đã tha thứ giống như Chúa. Ngài đã cho một cha đến thăm và ban các phép sau cùng, được cử hành thánh lễ an táng như một giáo dân, thì đó là hợp lẽ với giáo lý của Chúa, thì đó là rất nhân từ. Còn cha Tường chỉ cần nhận con đã sai rồi thì việc phục chức linh mục cho cha sẽ có một thánh lễ an táng theo nghi thức của một linh mục rất lớn. Khi đó, theo tôi, lễ an táng cha Tường sẽ có nhiều giám mục đến dự và còn rất nhiều linh mục đến dự, trong đó có tôi. Vì một người anh em chúng tôi đã quay về giáo hội. Nhưng không có dấu hiệu hối lỗi, các giám mục, các linh mục anh em chúng tôi không dám đến dự. Chúng tôi còn đau đớn hơn nhiều những người ủng hộ đòi công bằng. Tôi biết các đức giám mục và các linh mục anh em chúng tôi vẫn âm thầm làm lễ cho cha Tường, mặc dù các ngài không nói ra. Cha Tường được ơn đặc biệt lãnh các bí tích sau cùng là một hồng ân vĩ đại của Chúa. Tôi dùng quyền tòa thánh đã ủy thác để ban ơn đại xá và ơn tha thứ mọi tội lỗi cho ông, bà, nhân danh Cha, Con và Thánh Thần. Các linh mục đã được ủy thác khi khẩn cấp nguy tử, cha Thắng, Nick, Facebook, Tôi Phang hoặc bất cứ cha nào cũng phải làm điều đó cho giáo dân của mình. Nếu chúng tôi không làm, chúng tôi có tội, và tạ ơn Chúa, các giám mục, linh mục chúng tôi đã hoàn thành. Còn nếu cha Tường không hối lỗi và chúng tôi không giải tội theo công thức giải tội khi nguy tử thì không biết cha Tường sẽ đi về đâu sau khi chết. Tôi đã theo dõi trên mạng, hình như nhiều người có vẻ trách mắng các giám mục, linh mục Việt Nam không thương cha Tường. Xin mọi người bình tĩnh hiểu nhau, hiểu giáo hội và cầu nguyện cho sự việc này. Cho cha Tường được an nghỉ bên Chúa. Đừng để cha Tường chết mà không được an nghỉ. Xin bình an của Chúa ở trong tất cả mọi người chúng ta, trong đó có cha Tường. Tác giả Linh mục Pio Hedrick. Xin trân trọng cảm ơn cha Pio đã giúp chúng con và mọi người hiểu hơn. Chúng con xin phép được chia sẻ để nhiều người, nhất là người ngoài tôn giáo hiểu và tôn trọng sự việc. Hy vọng những chia sẻ trên đây sẽ giúp chúng ta hiểu hơn về trường hợp của cha Tường. Tiểu sử về cuộc đời cha Phêrô Nguyễn Văn Tường, người có tiếng vang cả trong giáo hội Công giáo và xã hội Việt Nam, đặc biệt là với các bệnh nhân ung thư và người nhà của họ. Xin cầu nguyện cho ngài. Kính thưa quý vị, linh mục Phêrô Nguyễn Văn Tường thường được mọi người biết đến với tên cha Tường hay cha Tường chữa bệnh ung thư. Người được nhiều người ca ngợi về tài năng và những công đức, đóng góp của mình với xã hội. Ngài vừa qua đời ở độ tuổi rất trẻ, chỉ 46 tuổi. 1. Con đường tu tập. Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường là một linh mục Công giáo. Ngài sinh năm 1977 tại họ đạo Rồng Lớn, thuộc giáo phận Vĩnh Long, trong một gia đình đông anh chị em. Bà cố của ngài đã qua đời. Năm 2007, cha Tường được thụ phong linh mục. Được biết trước đó, ngài cũng gặp khó khăn trong quá trình trở thành tân linh mục. Sau đó một thời gian, ngài được làm cha chính xứ họ đạo Thành Thới. Năm 2014, linh mục Tường bị tòa giám mục Vĩnh Long phạt vạ tuyệt thông tiền kết vì những bài giảng được cho là sai lạc đức tin của Hội Thánh Công giáo. Khi đó, giáo phận này đang chống tòa. Trước đó, cha giám quản tông tòa, hội đồng tư vấn và một số cha đã trao đổi với cha Tường. Tòa giám mục Vĩnh Long đã gửi một bức thư riêng cho cha Tường và xin cha về nhà thờ phường Tư, là giáo xứ nơi cha giám quản giáo phận đang ở, để cha Tường tịnh dưỡng và bình tâm suy nghĩ, sám hối. Đồng thời tòa giám mục Vĩnh Long cũng gửi một thư thông cáo cho họ đạo Thành Thới, nơi cha Tường công tác mục vụ, để thông báo việc cho cha Tường về nghỉ dưỡng tại nhà thờ phường Tư với lý do là sức khỏe, nhằm giữ thể diện cho cha Tường. Nhưng trong thánh lễ hôm Chúa Nhật ngày 18 tháng 5 năm 2014, sau khi cha quản hạt công bố lá thư của tòa giám mục thì cha Tường đã dùng những ngôn từ phê phán, chỉ trích tòa giám mục và sách động giáo dân phản đối. Với giáo hội Công giáo, những lời giảng của cha Tường về việc ăn chay khác lạ, giảng về nhân quả, phủ nhận bí tích hòa giải là điều có hơi hướng sai lầm. Có thể đây là những lý do chính khiến ngài bị mắc vạ. Trong quá trình bị vạ tuyệt thông, cha Tường được linh mục du xe Nguyễn Duy Tân ở Xuân Lộc đến thăm, động viên và trò chuyện. 2. Sự nghiệp khám chữa bệnh cứu đời. Khác hẳn với những hoạt động trong giáo hội, cha Tường đã có những việc làm thiết thực, vô cùng ý nghĩa trong xã hội, khiến cho nhiều người yêu mến và tin tưởng. Cha Tường đã thành lập phòng khám Nam Y quy tụ các y bác sĩ cùng khao khát chữa bệnh cứu đời, với tôn chỉ yêu thương và cho không. Tất cả các bệnh nhân ung thư các loại tới đây đều được thăm khám, bốc thuốc và chữa trị hoàn toàn miễn phí. Cha đã nghiên cứu về công nghệ cháo nano, một sản phẩm mà cha và nhóm cộng sự ca ngợi là rất hiệu quả cho các bệnh nhân ung thư. Trà thảo dược được chiết xuất từ những loại thảo dược quý, giúp cho quá trình chữa ung thư được hiệu quả hơn. Cha Tường cũng nhiều lần làm lễ ra viện cho các bệnh nhân ung thư, điều được cha và nhóm cộng sự nói rằng họ đã chuyển từ thể ác tính sang lành tính. Những hoạt động của Cha Tường thời gian đầu cũng bị phía chính quyền hiểu lầm và gây khó khăn. Sau nhiều năm cống hiến và chữa bệnh miễn phí, vào tháng 3 năm 2023 vừa qua, Cha Tường được chính quyền tỉnh Trà Vinh cho phép thành lập doanh nghiệp tư nhân Cha Bét Nguyễn Văn Tường yêu thương cho không và cha làm giám đốc. Cha Tường cũng được Hội Nam Y vinh danh những công trình nghiên cứu của ngài. Ngày 19 tháng 09 năm 2020, Cha Tường được vinh danh tại Văn phòng Chính phủ với danh hiệu Lương Y tiêu biểu vì sức khỏe cộng đồng. Cơ sở khám chữa bệnh của cha cũng được các trường cao đẳng về ngành đông y về đây khảo sát và thực tập. 3. Biến cố cuộc đời ập tới. Vào ngày 28 tháng 10 năm 2023, Cha Tường bị đột quỵ và được cấp cứu tại Bệnh viện Quốc tế SIS Cần Thơ. Anh trai ruột bảy thật, một Việt kiều Mỹ đã gấp rút bay về túc trực trên giường bệnh. Trong quá trình cấp cứu, ngài được rất nhiều bà con giáo dân, lương dân, các bệnh nhân ung thư quan tâm và cầu nguyện cho ngài sớm bình phục. Có một linh mục từ Mỹ về Việt Nam, quê Dốc Mơ, rồi từ Dốc Mơ xuống Cần Thơ giải vạ cho Cha Tường. Linh mục đi giải vạ cho anh Tường có nick Facebook là Tôi Phang, tên thật là Đa Minh Phan Hồng Thắng. Điều này khiến cho gia đình Cha Tường và nhiều bà con giáo dân rất vui mừng, phấn khởi cho cha. Anh Bảy Thật chia sẻ, Cha Tường và gia đình những năm qua cũng ao ước được giải vạ tuyệt thông và được trở lại dâng lễ. Thật đau lòng, 3 giờ sáng ngày mùng 2 tháng 11 năm 2023. Cha Tường trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh, khép lại cuộc đời trần thế. Thánh lễ an táng cho ngài tại nhà thờ Rồng Lớn vào lúc 9 giờ thứ Ba ngày 7 tháng 11 năm 2023. Một nguồn tin cho hay thánh lễ sẽ được cử hành như một giáo dân bình thường. Các cộng sự của cha chia sẻ, Cha Tường đã chuẩn bị cho ngày này, nên mặc dù cha qua đời, thì mọi hoạt động tại phòng khám yêu thương cho không vẫn sẽ được tiếp tục diễn ra. Thật tiếc cho một nhân tài, một người có tấm lòng yêu thương con người bao la. Trên đây là những tổng hợp của nhóm admin, nếu còn thiếu sót mong quý vị góp ý bổ sung nhé. Thành kính phân ưu, nguyện xin Chúa tha thứ cho những lỗi lầm của cha và trả công bội hậu cho những công đức cứu đời của ngài ở trần gian. Amen. Có lẽ cả Giáo hội Công giáo Việt Nam lúc này đều rất buồn và hiệp ý cầu nguyện cho cha Phêrô Nguyễn Văn Tường, nguyên chánh xứ Thành Thới, giáo phận Vĩnh Long. Mặc dù trước đó ngài bị mắc vạ tuyệt thông tiền kết, một bản án nghiêm trọng dành cho các linh mục và giáo dân có những sai lầm về giáo lý Hội Thánh Công giáo nếu không nhận lỗi và sửa sai. Cha qua đời vào ngày mà mọi người cho là rất đẹp, ngày lễ các đẳng linh hồn trong Công giáo. Trang Tuấn Vĩ kết nối yêu thương chia sẻ, thành kính phân ưu cha Phêrô Nguyễn Văn Tường. Cảm ơn cha đã cống hiến cho đời những công lao to lớn, cha về với Chúa thanh thản. Tuy nhiên, điều mọi người quan tâm lúc này đó là liệu rằng Cha Tường có được dâng thánh lễ an táng như một linh mục bình thường khi qua đời hay không? Nếu có thì đức giám mục nào sẽ chủ sự thánh lễ an táng đó? Thật buồn, câu trả lời ở đây là không và không, vì Cha Tường đã bị vạ tuyệt thông và sẽ được giáo hội coi như là một giáo dân bình thường. Xác nhận về điều này, có một số thông tin như sau. Linh mục Phạm Quang Long, Tân Chánh Văn phòng Giáo phận Vinh, chia sẻ. Một nguồn tin xin giấu tên từ Vĩnh Long cho biết người quá cố sẽ được an táng như một giáo dân. Mối tương quan của Cha Tường với Tòa Giám mục Vĩnh Long hiện nay không nhiều, Bằng chứng là Linh Mục Thắng với nick Facebook Tôi Phang vừa nhận định: mấy ngày con bận rộn làm một số việc và chuẩn bị đồ về Mỹ. Tuy muộn, hôm nay con nói còn hơn không. Bệnh viện SIS nằm trên lãnh thổ giáo phận Cần Thơ. Con đã gọi phone cho Tòa Giám mục Cần Thơ. Đầu đây trả lời, cha TUONG là người của Vĩnh Long, không phải là người của chúng con. Con gọi phone tiếp cho Tòa Giám mục Vĩnh Long, một ông thầy trả lời, vâng, vâng. Sau khi làm các phép, con gọi phone lần nữa, một sơ cũng, vâng, vâng. Trường hợp này, Tôi Phang không qua mặt và làm việc theo giáo luật cho phép. Thanh quý vị nhiều. Ngài viết tiếp, con xin lỗi cha Tường vì con không còn ở Việt Nam để mà dâng lễ an táng của cha. Con về tới Tokyo rồi, khi về tới Mỹ, con sẽ tiếp tục dâng lễ cho cha. Hết trích. Quan trọng hơn hết, gia đình cha Tường vừa xác định điều đó. Anh Bảy Thật, người Anh Việt kiều hết lòng yêu thương cha Tường chia sẻ. Con xin thay mặt cho gia đình, con là người anh thứ 7 của cha Tường và rất thương cha Tường. Ngày hôm nay, cha Tường nằm ở đây mà quý ông bà cô bác anh chị tới đây cầu nguyện cho Linh Mục Phêrô Nguyễn Văn Tường. Con hết lòng tri ân và cảm ơn quý ông bà cô bác anh chị em. Cũng như ông bà cô bác đã biết đó, cách đây 9 năm về trước, năm 2014 đến bây giờ thì cha Tường đã bị vạ tuyệt thông như thế. Ngày hôm nay thì đã không còn như những năm trước đây nữa, các cha cũng như Tòa Giám mục Vĩnh Long đã gửi vạ tuyệt thông rồi. Ngày mai, lúc 9 giờ, cha sở họ Đạo Rồng Lớn sẽ cầu nguyện để mà liệm sát. Và 9 giờ sáng ngày thứ 3 sẽ đưa ra nhà thờ Rồng Lớn để làm lễ và sau đó chúng con sẽ mai táng cha tại nhà. Con xin quý ông bà cô bác hiệp thông để cầu nguyện cho Linh Mục Phêrô Nguyễn Văn Tường mau sớm về hưởng nhan Thánh Chúa. Một lần nữa con xin chân thành cảm ơn. Thưa cộng đoàn, như vậy cha Tường sẽ không được dâng lễ như một linh mục bình thường và cũng không có đức giám mục nào cử hành thánh lễ an táng cho ngài, mà chỉ có một vị linh mục họ Đạo ở đó cử hành thánh lễ an táng cho cha Phêrô. Như vậy có thể khẳng định, với xã hội cha Phêrô Tường có tầm ảnh hưởng và mang lại nhiều giá trị tuyệt vời, nhiều người có thể coi ngài như vị thánh sống. Nhưng trong giáo hội Công giáo, cha Tường được coi như đang sống bậc giáo dân. Phân ưu, nguyện xin Thiên Chúa thương xót linh hồn cha Phêrô vào nước Chúa và ban ơn nâng đỡ tới gia đình, ekip bác sĩ và các bệnh nhân của cha. Amen. Xin cầu nguyện cho ngài. Kính thưa quý ông bà và anh chị em và quý tôn giáo bạn, có lẽ cả giáo hội Công giáo Việt Nam lúc này đều rất buồn và hiệp ý cầu nguyện cho cha Phêrô Nguyễn Văn Tường, nguyên chánh xứ Thành Thới, giáo phận Vĩnh Long. Mặc dù trước đó ngài bị mắc vạ tuyệt thông tiền kết, một bản án nghiêm trọng dành cho các linh mục và giáo dân có những sai lầm về giáo lý hội thánh Công giáo nếu không nhận lỗi và sửa sai. Cha qua đời vào ngày mà mọi người cho là rất đẹp, ngày lễ các đẳng linh hồn trong Công giáo. Trang Tuấn Vĩ kết nối yêu thương chia sẻ: thành kính phân ưu cha Phêrô Nguyễn Văn Tường. Cảm ơn cha đã cống hiến cho đời những công lao to lớn. Cha về với Chúa thanh thản. Tuy nhiên, điều mọi người quan tâm lúc này đó là liệu rằng cha Tường có được dâng thánh lễ an táng như một linh mục bình thường khi qua đời hay không? Nếu có thì đức giám mục nào sẽ chủ sự thánh lễ an táng đó? Thật buồn, câu trả lời ở đây là không và không, vì cha Tường đã bị vạ tuyệt thông và sẽ được giáo hội coi như là một giáo dân bình thường. Xác nhận về điều này, có một số thông tin như sau. Linh mục Phạm Quang Long, Tân Chánh Văn phòng Giáo phận Vinh, chia sẻ. Một nguồn tin xin giấu tên từ Vĩnh Long cho biết người quá cố sẽ được an táng như một giáo dân. Mối tương quan của cha Tường với Tòa Giám mục Vĩnh Long hiện nay không nhiều, bằng chứng là Linh Mục Thắng với nick Facebook Tôi Phang vừa nhận định. Mấy ngày con bận rộn làm một số việc và chuẩn bị đồ về Mỹ. Tuy muộn, hôm nay con nói còn hơn không. Bệnh viện SIS nằm trên lãnh thổ giáo phận Cần Thơ. con đã gọi phone cho Tòa Giám mục Cần Thơ, đầu đây trả lời, cha T.U.O.N.G là người của Vĩnh Long, không phải là người của chúng con. Con gọi phone tiếp cho Tòa Giám mục Vĩnh Long, một ông thầy trả lời, vâng, vâng. Sau khi làm các phép, con gọi phone lần nữa, một sơ cũng, vâng, vâng. Trường hợp này, Tôi Phang không qua mặt và làm việc theo giáo luật cho phép. Thanh quý vị nhiều. Ngài viết tiếp, con xin lỗi cha Tường vì con không còn ở Việt Nam để mà dâng lễ an táng của cha. Con về tới Tokyo rồi, khi về tới Mỹ, con sẽ tiếp tục dâng lễ cho cha. Hết trích. Quan trọng hơn hết, gia đình cha Tường vừa xác định điều đó. Anh Bảy thật, người anh Việt kiều hết lòng yêu thương cha Tường chia sẻ. Con xin thay mặt cho gia đình, con là người anh thứ 7 của cha Tường và rất thương cha Tường. Ngày hôm nay, cha Tường nằm ở đây mà quý ông bà cô bác anh chị tới đây cầu nguyện cho Linh Mục Phêrô Nguyễn Văn Tường. Con hết lòng tri ân và cảm ơn quý ông bà cô bác anh chị em. Cũng như ông bà cô bác đã biết đó, cách đây 9 năm về trước, năm 2014 đến bây giờ thì cha Tường đã bị vạ tuyệt thông như thế. Ngày hôm nay thì đã không còn như những năm trước đây nữa, các cha cũng như Tòa Giám mục Vĩnh Long đã gửi vạ tuyệt thông rồi. Ngày mai, lúc 9 giờ, cha sở họ đạo Rồng Lớn sẽ cầu nguyện để mà liệm sát. Và 9 giờ sáng ngày thứ 3 sẽ đưa ra nhà thờ Rồng Lớn để làm lễ và sau đó chúng con sẽ mai táng cha tại nhà. Con xin quý ông bà cô bác hiệp thông để cầu nguyện cho Linh Mục Phêrô Nguyễn Văn Tường mau sớm về hưởng nhan Thánh Chúa. Một lần nữa con xin chân thành cảm ơn. Thật cảm động lúc này, tiết lộ thông tin, Đức Cha đương nhiệm Giáo phận Vĩnh Long đã hành động âm thầm đầy tình yêu thương và tha thứ cho cha Phêrô Nguyễn Văn Tường lúc này. Thêm bản tin, một người con gái nuôi của cha Tường thuộc đạo Phật lên tiếng thật cảm động và nghẹn ngào. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, kính thưa quý vị ngoại đạo, ngay lúc này, sự việc cha Phêrô Nguyễn Văn Tường qua đời khiến nhiều người tiếc thương vô bờ, rưng rưng nước mắt khi nghĩ về ngài. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, câu chuyện về cha Tường vẫn là chủ đề để lại nhiều ý kiến trái chiều, kẻ bênh, người chống. Với những người Công giáo, đa phần mọi người hiểu về biến cố của cha Tường kể từ năm 2014 bởi giáo dân suy nghĩ dựa trên giáo lý của Chúa và giáo luật. Tuy nhiên, với các anh chị, cô bác ngoài Công giáo, chúng ta chỉ nhìn thấy bề nổi là cha Tường bị vạ tuyệt thông, cha Tường bị lên án, vân vân. Rất nhiều quý vị ngoại đạo vì yêu thương cha Tường mà tỏ ra bất mãn, thậm chí là xúc phạm, lên án giáo quyền ở Vĩnh Long. Sao mà vô tâm thế? Sao mà không tha thứ cho cha Tường? Sao mà không có những thông tin gì về việc cha Tường qua đời? Sao Đức Cha không dừng lễ an táng cho cha Tường, vân vân? Vì khác biệt về tôn giáo, mong quý vị thông cảm và tôn trọng những sự khác biệt này. Tuy nhiên, một việc làm đầy ý nghĩa và nhân văn vừa qua của Đức Cha đương nhiệm Giáo phận Vĩnh Long, Đức Giám mục Phêrô Huỳnh Văn Hai có lẽ khiến quý vị suy nghĩ lại. Một tin thật bất ngờ và cảm động dành cho gia đình, những bệnh nhân ung thư hay những ai yêu mến cha Tường, đó là Đức Cha Giáo phận trước đó đã tha thứ cho cha Tường. Tại sao lại khẳng định như vậy? Theo cha giáo tại Đại Chủng Viện, cha Phêrô Nguyễn Đức Thắng chia sẻ tin nội bộ giữa các cha nhắn cho nhau. Đức Giám mục Vĩnh Long đã nhờ một linh mục đang ở Đại Chủng Viện Cần Thơ đến ban bí tích sức dầu cho cha Phêrô Nguyễn Văn Tường. Điều này em nghe trực tiếp từ Đức Giám mục Phó Cần Thơ, Đức cha Phêrô Lê Tấn Lợi. Trong nghi thức sức dầu có sẵn công thức giải phạ tuyệt thông cho người lâm tử. Như vậy, Đức cha đã tha thứ. Và vì khoảng cách địa lý lúc đó, ngài đã ủy quyền cho một linh mục hợp pháp và giải vạ cho cha Tường. Quý vị có cảm xúc gì khi nghe thông tin này, cảm thấy tuyệt vời và an ủi phần nào cho cha Tường không ạ? Thực sự là quá cảm động và nghẹn ngào. Đức cha đã vì tình yêu thương mà phút chót tha vạ cho cha Phêrô theo đúng tinh thần yêu thương của thầy Chí Thánh Giêsu. Nhưng có lẽ chuyện của cha Tường là rất xôn xao. Nhiều ý kiến trái chiều nên giáo phận chưa công bố hoặc sẽ không công bố. Lưu ý, đây là một thông tin nội bộ và những lời chia sẻ của cha giáo Nguyễn Đức Thắng là hoàn toàn đúng sự thật. Lạy Chúa, ngợi khen Chúa đã soi sáng cho các vị mục tử. Như vậy, cha Tường đã được giải vả tuyệt thông tới 2 lần. linh hồn Cha Phêrô cũng được yên ủi lúc này. Theo Cộng đoàn, sáng ngày hôm nay, thành lễ động quan cho Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường đã được cử hành lúc 9 giờ tại nhà thờ Rồng Lớn. Hàng ngàn người, trong đó có những người trong đạo ngoài đời, đã tới tham dự và hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Cha Phêrô. Bằng chứng là đoạn đường từ nhà Cha Tường tới nhà thờ đông kín người, chật kín cả dãy tường. Tường thuật về sự việc này, chị Nguyễn Trang Nhung, một nhà xuất bản sách đã được Cha Tường nhận là con gái nuôi. Trong những ngày qua, chị đã túc trực bên giường bệnh và thường xuyên cập nhật tình hình sức khỏe của cha cho cộng đồng biết. Chị nghẹn ngào chia sẻ. 11 giờ 30 phút thứ Bảy, ngày 4 tháng 11 năm 2023. Làm lễ cho cha, linh mục Phêrô Nguyễn Văn Tường tại nhà thờ ấp Rồng Lớn. Tại đây, cha sở, nhà thờ ấp Rồng Lớn công bố việc cha Tường được giải vạ tuyệt thông trước đó và thực hiện nghi thức cầu nguyện cho một linh mục. Con gái đạo Phật nên chỉ biết niệm Phật và tụng chú vãng sinh hồi hướng cho cha thôi. Chị viết tiếp. Cha, linh mục Phêrô Nguyễn Văn Tường, nhà khoa học chữa bệnh ung thư nổi tiếng đã về với Chúa. Con xin được đưa tiễn cha là linh mục Phêrô Nguyễn Văn Tường về với Chúa. Hạnh phúc của con là được cha nhận con là con gái của cha. Con gái xin được tiễn đưa cha từ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ về quê nhà tại ấp Rồng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh và chịu tang cha. Con cũng xin thông báo, cha con đã được giải vạ tuyệt thông từ mấy ngày trước. Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường sinh ngày 2 tháng 7 năm 1977 và mất vào lúc 3 giờ sáng ngày 2 tháng 11 năm 2023 tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ. Trước đó, Ngài làm việc quá sức vì lo cho các bệnh nhân và bị đột quỵ. Thời điểm này, cha và các y bác sĩ của cha đang lo chữa bệnh ung thư miễn phí cho hơn 700 bệnh nhân bằng công nghệ cháo nano, thảo dược nano. Lời cuối cùng của cha là mọi người hãy đi đúng đường và tha thứ cho tất cả những kẻ lầm đường, dựng chuyện nói xấu hãm hại cha. Cha đã về với Chúa. Con đường của cha là buông bỏ, yêu thương, cho không. Cha đã hồi sinh biết bao cuộc đời của các bệnh nhân ung thư đã cận kề cửa tử bị bệnh viện trả về. Vô cùng thương tiếc tiễn đưa cha, nhà khoa học vĩ đại trong lòng của con. A Di Đà Phật. Mới đây, cha Giuse Nguyễn Duy Tân, một linh mục cương trực nói thẳng, nói thật. Ngài là vị linh mục thường xuyên trao đổi và tới thăm, vận động viên cha Tường lúc sinh thời. Cha Tân vừa công bố một sự thật nhằm lấy lại thanh danh cho cha Tường lúc này. Cha Tân viết, ngày 3 tháng 11 năm 2023, nếu Kitô hữu nào cũng sống yêu thương người một cách cụ thể bằng những hy sinh thiết thực như cha Tường, thì đạo Chúa, đạo của tình yêu thương sẽ phát triển mà không cần nhiều lời rao giảng. Hiện nay, đạo Chúa có quá nhiều lời rao giảng, nhưng những gương sống động như cha Tường không có nhiều, nhất là những người có gương yêu thương này lại bị kết án chỉ vì vấn đề đúng sai. Nên suốt cả thập kỷ qua, tỷ lệ người theo đạo yêu thương này chẳng tăng lên bao nhiêu, thật đáng tiếc. Theo Nguyễn Chính Kết. Còn tôi, cha Tân, đã từng phỏng vấn cha Tường như sau. Cha có tin vào bi tích giải tội hay không? Cha đã từng đi xưng tội bao giờ hay chưa? Cha Tường từng trả lời. Thưa cha, con tin chứ, con đã từng đi xưng tội nhiều lần. Cha nào đã từng giải tội cho cha Tường thì làm chứng giúp. Tuy nhiên, Ngài phê bình những ai quan niệm bí tích giải tội một cách máy móc y như cái máy giặt với bột giặt Omo mà không cần ăn năn thống hối và đền bù thì chẳng ăn thua gì. Cha có tin vào kinh tín kính hay không? Thưa cha, con tin hoàn toàn kinh tín kính. Cha Tân viết tiếp. Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Tường đã từ trần về với Chúa vào lúc 3 giờ ngày 2 tháng 11 năm 2023. Xin mọi người cầu nguyện cho cha được an nghỉ trong lòng Chúa thương xót. Thành lễ an táng tại nhà thờ Rồng Lớn vào lúc 9 giờ thứ Ba ngày 7 tháng 11 năm 2023 hết trích. Như vậy có thể kết luận, có lẽ cộng đồng Công giáo đã hiểu sai về cha Tường khi Ngài nói tới bí tích hòa giải. Theo cha Tân, chương Ngài không phủ nhận bí tích hòa giải trong đạo. Một linh mục giảng lời Chúa thì việc tin, xác tín và ban bí tích giải tội thường xuyên là điều đương nhiên. Nguyện xin Thiên Chúa tha thứ tội lỗi và đón nhận linh hồn cha Phêrô và ban ơn nâng đỡ tới gia quyến, đội ngũ cộng sự của Ngài lúc này. Amen. Vâng, nếu như cộng đoàn lần đầu xem video này của con thì hãy nhớ ấn like video và đăng ký kênh để cập nhật những tin hay nhất về đạo Công giáo, cũng như truyền cho con động lực để con có thể ra nhiều video phục vụ cộng đoàn. Con xin hết lòng cảm ơn.